Giá dầu giảm và tăng trở lại vào ngày hôm qua, mặc dù những rủi ro địa chính trị gần đây bao gồm cuộc khủng hoảng Biển Đỏ và hoạt động chống khủng bố của Iran, đây là những yếu tố gây rối loạn không đủ mạnh để thay đổi mô hình của thị trường dầu mỏ. Hôm nay thì các nhà đầu tư cần chú ý đến dữ liệu tồn kho dầu thô API sẽ được công bố vào lúc 23 giờ sẽ có ảnh hưởng đến giá dầu. Các nhà phân tích nhận thấy tồn kho dầu thô giảm 900.000 thùng trong tuần trước và tăng lần lượt 2,5 triệu thùng. WTI tăng 0,2% ở mức 72,56 đô trên một thùng và dầu Brent giảm 0,5% xuống mức 77,88 đô trên một thùng. Ngoài ra thì các nhà đầu tư cũng cần theo dõi những diễn biến xung đột trên Biển Đỏ. Cho đến nay thì những biến động ở khu vực này không hỗ trợ giá dầu, dù lo ngại ngày càng tăng về việc các tàu chở dầu phải tạm dừng hoặc định tuyến lại, làm tăng chi phí vận chuyển và kéo dài thời gian giao hàng. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA kỳ vọng rằng thị trường dầu mỏ sẽ cân bằng trong năm nay, bất chấp căng thẳng ở Trung Đông trong bối cảnh nguồn cung tăng và triển vọng tăng trưởng nhu cầu chậm lại. Trong khi đó thì đồng đô la Mỹ vẫn giao dịch gần mức cao nhất trong một tháng sau khi bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Fed hạ thấp kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ. Đồng bạc xanh mạnh hơn làm giảm nhu cầu về dầu tính bằng USD từ những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ ngày, hiện tại thì dầu vẫn đang di chuyển tích lũy trong biên độ của mô hình tam giác với các đỉnh thấp dần và các đáy cao dần. Kháng cự gần nhất cho dầu là biên trên của mô hình tam giác tích lũy, hợp lưu với đỉnh cũ gần nhất quanh khu vực 74.3 đến 74.5. Và hỗ trợ gần là biên dưới của mô hình tam giác tích lũy, hợp lưu với đáy nhỏ gần nhất quanh khu vực 71.2 đến 71.4. Trên biểu đồ H4, sau khi giảm xuống mốc 70.6 vào phiên giao dịch ngày hôm qua, dầu thô WTI đã bật tăng trở lại, phá qua giao cắt các đường MA và hiện tại đang dao động quanh ngưỡng 73 đô. Histogram đang dương và đang dốc lên, MA10 đã cắt lên trên MA20 cho thấy xuống tăng giá sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn. Trên biểu đồ H1, hiện tại thì histogram dương nhưng đã ngắn dần, RSI đã quá mua. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh mua nhỏ thăm dò với dầu khi dầu hồi lại về MA20 đang án ngưỡng quanh khu vực 72 đến 72.2. Mua chính khi dầu tiếp cận lại hỗ trợ biên dưới của mô hình tam giác quanh khu vực 71.2 đến 71.4, dừng lỗ dưới 70.5. Với chiến lược bán, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh bán xuống với dầu khi dầu tiếp cận lại kháng cự quanh khu vực 74.3 đến 74.5, dừng lỗ trên 75. Tổng kết lại chiến lược giao dịch dầu trong ngày hôm nay, canh mua nhỏ thăm dò quanh khu vực 72 đến 72.2, dừng lỗ dưới 71.5. Mua chính quanh khu vực 71.2 đến 71.4, dừng lỗ dưới 70.5 và canh bán quanh khu vực 74.3 đến 74.5, dừng lỗ trên 75 đô trên một thùng. Các chiến lược scalping trong ngày thì mình sẽ báo cho mọi người ở trên nhóm VIP trên Telegram các bạn nhé. Mình xin dừng video nhận định xuồng giá dầu ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuồng giá dầu tiếp theo.